lên yêu em. 7 tờ 253 các bác nhá. Tôi thầm mong em quay về đây. Người yêu đã cất bước xa đi, mãi mãi không về, suốt kiếp không về. Em quên tôi thật thế thôi. Này em có hay chẳng, ngày đêm nhớ thương em, một mình anh lạnh lẽo thức trắng những đêm say, sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy. Mãi mãi yêu mình em, suốt kiếp yêu mình. Xưa ta đã đi cùng bao kỷ niệm cũ, cũng ra đi mãi mãi bình yên chỉ còn hương vô. Này người yêu ơi, khi người đã ra đi còn lại thôi, trong từng ngày mà tôi mong nhớ người, chờ nghe và hát lệ yêu em mà thôi. Tôi từng ước mong em quay về đây, người kiếp không về. Em quên tôi thật sao, tình mình này có thế thôi. Này em có hay chồng, nghe đêm nhớ thương em, một mình anh lạnh lẽo thức trắng những đêm dài, sẽ không quên những ngày tình yêu thật lòng. Kỷ niệm cũ cũng xa đi, mãi mãi bình yên chỉ còn hương vô. Này người yêu ơi. Chào các bác, em đang giới thiệu các bác một bộ dàn cổ, tương đối cổ. Có năm đi Pioneer 7825 mã và cặp loa Sansui 8009. Còn loa này sở hữu bass 40. Đây là một dòng loa nghe nhạc vàng rất là hay. Bây giờ thì anh em có thể kết hợp với những cái dòng bolero hải ngoại, nghe với những cái dòng loa nhiều đường tiếng này, nghe nó rất hay. Nhiều loa bass 40, dòng loa cổ nghe nhạc vàng. Con này sử dụng bass 40, nó là gân xếp tẩm dầu các bác nhé. Mấy chục năm rồi thì các bác nhìn này, đôi này về cái gân nó vẫn còn ướt, vẫn còn mềm, nghe rất là hay, đôi này rất là đẹp. Đấy. Đây là Pioneer 7825 mã, con này thì quá nổi tiếng rồi, với đồng hồ vu, và con này âm sắc nó hay. Cặp loa cổ này nó về có cả lưới các bác nhá, có cả lưới ở ngoài nhưng mà em quay không có lưới. Em quay chi tiết cho các bác xem các cái loa của nó, loa đèn còn rất là đẹp, đẹp nguyên bản luôn. Dòng này nó có 3 cái nút chỉnh chế độ nhạc, thì thường là anh em để chế độ lockman,
Còn cái dòng này nó có hai cái siêu tép hai bên này và một cái tép chính đấy. Tép này tép giấy này, đây tép còi này, còn đây là chung này, chung là rất là lớn. Thì dòng này nếu mà anh em muốn nghe êm dịu thì anh em có thể để chế độ shop, shop 1, shop 2. Còn anh em thích nghe âm sắc nó nhiều hơn, tép nhiều hơn chút thì anh em nghe để lockman là chế độ bình thường. Vừa rồi em để chế độ lockman. Cái này thì nó cũng giống như tinh chỉnh thôi. Ví dụ như con PNS922 là có tinh chỉnh này. Đấy, thì con này nó đặt hẳn chế độ kiểu đấy. Nó cũng ở mức độ là tinh chỉnh thôi. Còn nếu mà mình chỉnh âm sắc chính thì mình sẽ chỉnh ở âm ly đây. Đấy. Cặp loa rất là đẹp các bác nhé. Bát chất liệu bằng giấy. Những cái dòng màng giấy thì nghe nhạc vàng nghe nó sẽ có độ sướt mướt hơn. Đó. Qua đằng sau cho các bác xem. Samsung X89 4 đường tiếng 6 loa. Made in Japan, công suất maximum 220W, 8 ohm. Còn con này 155W, điện 100V, hàng của Nhật, full bộ này của Nhật. Bộ này thì nó